trình gạo 2, gạo 1 mình không có làm nữa các bạn. Gạo 1 mình thấy tiếp càng chết quá mình không làm. Nay rút đừng tải rút nhóc chứ. Nay làm đi mình tạm một ta. Mình ra diện bấm vào nút continue boosting bot. Nay gấp này làm bên boosting bot các bạn. Rồi, các bạn bấm nút ta. Các bạn lướt xuống các bạn. Khoan khoan để mình tìm. Rồi, sau khi ra giao diện boosting bot gì các bạn bấm vào nút 200 trên Telegram. Khoan khoan để mình coi con chắc đó các bạn. Mình coi một chút mà. Sau khi bấm các bạn có liên giáp chia sẻ cho bạn bè những cái thân các bạn bấm vào red and 250 token là liên giáp mỗi người ghép là được 200 vòng. Rồi các bạn bấm vào join Telegram group nữa nè. Rồi các bạn bấm vào star activity. Chó mẹ. Rồi các bạn bấm join nha các bạn. Rồi các bạn thoát nè. Rồi các bạn ghi lại username Telegram của mình nha các bạn. Chọn vào setting mà copy username Telegram của mình là cộng anh 0329931573 0329931573 các bạn gỡ các bạn. Cơm tắt. Yun kin chào sau khi ta giờ một mình có chơi không để mình kiểm tra các bạn. Rồi mình được 220 200 ở vòng rồi các bạn. Join tích join tiếp kênh channel của nó nè cũng như vậy nữa các bạn. Hai trăm bốn trăm sáu trăm tám trăm follow Facebook. Rồi các bạn bấm vào start Tafiti. Trời ơi trời, cái máy Telegram đầy trời. Máy ác thiệt. Vô cái trời làm cái gì đeo nữa. Các bạn vô vào các bạn. Rồi. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Rồi các bạn ghi lại cái username Telegram cái nữa. Cộng. Anh 0329931577 0329931577 các bạn gỡ các bạn. Rồi. Vậy là mình được 400 mà. Được nhiêu rồi? Làm được 4200 mà. Rồi các bạn follow Facebook nữa mà. Rồi các bạn start activity, copy mở link. Thì các bạn cứ làm tương tự như qua các bạn. Copy cái đường link bài đủ file của mình lại các bạn. Các bạn copy lên nè. Rồi các bạn sao chép. Rồi các bạn thoát ra các bạn.
Rồi các bạn trở về cho boss nha các bạn. Bạn bắt vào các bạn. Rồi các bạn bỏ tự số ID nha các bạn. Copy số. Rồi các bạn gửi cho nó cho boss nha các bạn. Mình sẽ đem Google chạy. Rồi vậy mình rồi các bạn follow Instagram các bạn. Follow Instagram đi là username cho nó nè. Star activity các bạn cứ làm một như vậy các bạn. Máy dung lượng yếu gì đâu chợ. Rồi quan giả phanh nha quá. Đi buồn nghe tiếng giọng cổ buồn nở giận trắng cũng đã tiếng khóc follow Instagram rồi xong ngoài đi Instagram đây nghe mình sẽ không chuyện. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra. Ngọc 0329931577 anh nhờ ba chú gạch coi username mình đó mà bà cho không có cộng ta. Ngọc 0329931577 nhớ có cộng mà đó. Rồi các bạn gửi lên cho bot nha các bạn. Rồi các bạn gửi cái name cho nó cho cái anh em lấy bấm vào mình được nhận được 91.250 thì tôi cần biết bao nhiêu bạn bấm vào ETH nè Ethereum nè. Rồi các bạn bắt địa chỉ vào các bạn. Các bạn lấy địa chỉ ETH wallet địa chỉ MetaMask luôn các bạn.
chỉ HEC20 là được à. Rồi các bạn gỡ. Rồi vậy video kết thúc nha các bạn. Rồi. View. Rồi các bạn nhấp vào đường link này mà lấy liên ghép chia sẻ cho bạn bè những người thân nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn.